là hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái đoạn liên khay đơn giản cho mấy bạn mà newbie mới tập chơi cái trò này, thì có thể coi nó như là một cái bài tập, hoặc là các bạn ứng dụng hẳn vào combo, hoặc là các bạn dùng để tham khảo nó để mà tạo ra những cái đoạn liên khay tương tự, nâng cao cái trình độ bản thân. Nếu mà các bạn cảm thấy clip này hay thì có thể nhấn vào nút like để ủng hộ mình cảm thấy là bạn nào nhấn vào nút này thì cũng rất là đẹp trai đó. Và nếu cảm thấy clip này nó vô bổ vớ vẩn nhảm nhí kiểu như là tào lao thì các bạn có thể bấm vào nút dislike, hoặc là các bạn để lại comment góp ý thì mình sẽ biết được là mấy bạn có thực sự thích những cái video như thế này không, có cần thiết phải làm những cái video như thế này không. Thực ra mà nói đơn giản thì cũng không phải là kiểu coi xong cái clip này xong rồi làm mầm như là một bậc cao nhân độ thứ, tại vì có nhiều bạn thì mình nghĩ là newbie cũng chơi cái trò này chưa có lâu thì có vô những cái clip hướng dẫn liên khai dễ của mình nói là kiểu đồ liên khai khó gì mà anh là dễ, liên khai này em tập hoài không được, khó quá anh ơi kiểu như vậy. Thì những cái clip liên khai đó mình đăng tầm 2 ngày 3 ngày là mấy bạn đã vào comment rồi. Và thực ra thì mình nghĩ là nếu mà mấy bạn thực sự là newbie thì các bạn cũng phải bỏ ra tầm 1 tuần đến 2 tuần các bạn tập, chứ không thể nào mà mới 1 2 ngày xong. Mà thực ra cũng chắc gì mấy bạn coi lúc mình đăng clip đâu, nhiều khi mới coi 1 ngày trước đó hoặc là vừa coi comment liền đó, thì không có cái link hay nào nó dễ tới cái mức độ đó hết. Dù sao thì nó cũng là một cái mới đối với mấy bạn, và mấy bạn cũng phải bỏ thời gian ra mà tập. Link hay đầu tiên nó sẽ có dạng như sau đó đó. Cái link này thực ra thì mình tập nó hồi chơi được 1 2 năm, tầm một năm rưỡi hay đến 2 năm, cho nên là mình cảm thấy là nó cũng khá là đơn giản. Và mình nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn khi xem xong cái clip này thì có thể tập thành công cái liên khai này. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng Titanic lên như này, các bạn úp tay xuống và các bạn thực hiện trick Titanic. Mình sẽ để tên trick ở bên dưới phần description, phần mô tả của clip, thì các bạn có thể kéo xuống một tí để mình xem. Chúng ta sẽ Titanic lên như này và chúng ta sẽ Titanic ngược trở xuống, nhưng mà lần này chúng ta sẽ gập cái ngón áp út lại như này, lên xuống như này. Sau khi xuống tới đây rồi chúng ta sẽ pass nó lên đây và úp cái tay của các bạn xuống lại như cũ đó, như này đó, úp cái tay lại như cũ. Và chúng ta sẽ shadow qua đó. Shadow thực ra shadow nó là cái dạng này, nhưng mà lần này mình muốn các bạn làm là các bạn cho nó qua bên ngón bên đây và các bạn lại tiếp Titanic lên và burst qua là chúng ta đã làm được cái liên khay đó. Vậy là tổng kết lại thì chúng ta sẽ có được một cái liên khay như này đó. Khay thứ hai nó sẽ có dạng như này đó, thì đây là một cái liên khay khá là ngắn. Đầu tiên để làm được cái liên khay này chúng ta sẽ thực hiện chiếc Sonic lên như này đó, Sonic lên, và chúng ta sẽ back qua ngón cái này mình không có biết tên của nó cho nên là mình gọi tiếng Việt đi, mình Việt quá đi đó, thì nó sẽ như này đó. Và sau khi tới đây rồi thì chúng ta sẽ pass xuống dưới và úp cái tay xuống, tiếp tục Sonic lên, làm toàn bộ cái link khay nó sẽ có dạng như này đó, như này đó. Cái link khay thứ ba nó sẽ có dạng như này đó đó. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện chiếc Sonic ở ở dưới ngón út lên lên đây như này đó, nhưng mà chúng ta sẽ úp cái tay xuống đó như này và tiếp tục Sonic lên đó, như này, úp cái tay xuống tiếp tục Sonic lên. Sau đó chúng ta sẽ burst qua như này, burst qua đây và chúng ta sẽ làm shadow ngược lại, nó sẽ như này lên đây, shadow ngược lại nhưng mà không có chụp lại mà chúng ta sẽ cho nó qua bên ngón cái như này đó. Chúng ta sẽ thumb clap luôn như này đó, qua đây đẩy qua đây thumb clap luôn, qua đây đó, qua đây thumb clap, qua đây, và chúng ta sẽ back qua một cái. Vậy chúng ta đã được cái liên khay thì nó cũng khá là dễ nhìn và đơn giản đó, như này đó, qua đây đó. Cái liên khay cuối cùng trong cái video này mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái liên khay như này đó đó đó. Đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục Sonic lên như này, úp cái tay xuống tiếp tục Sonic lên và đưa nó về cái dạng thumb rail reverse này đó,
đẩy lại, thumb down reverse đó như này, pass lên và back qua đó như này, ghép toàn bộ lại nó sẽ có dạng như này, traditionic lên, thumb down reverse đó, pass lên đây, đẩy qua đây đó, vậy chúng ta đã làm được cái link khay. Và ok, thì vừa rồi là những cái đoạn link khay ngắn mà mình giới thiệu cho các bạn newbie để mà các bạn có thể tập cũng như là đưa vào combo cái thứ và áp dụng nó như, như là một bài tập luyện cho cái tay nó cứng cáp, nó dẻo hơn để mà làm được nhiều cái đoạn link tương tự hơn đó. Và nếu mà các bạn cảm thấy hay thì có thể like, share và subscribe để ủng hộ mình, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình.